Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của COVID-19, năm học 2021-2022 là năm thứ hai, Đà Nẵng tổ chức khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến. Cùng với học sinh cả nước, hơn 280.000 học sinh các cấp thành phố Đà Nẵng bước vào năm học mới. Sáng nay, gia đình anh Lâm Quang Bình, quận Hải Châu dậy từ sớm, mặc bộ quần áo mới cho cô con gái năm nay bước vào lớp 1 và cùng nhau theo dõi các hoạt động chào năm học mới của thành phố và nhà trường trên Internet với nhiều cảm xúc. Hôm nay thầy dạy online, con thấy rất là vui. Con mong mau hết dịch để đến lớp, gặp các bạn, gặp thầy cô. Cái đời học trò thì cái ngày khai giảng rất là trọng đại, rất là quan trọng. Thì năm nay do tình hình dịch bệnh nó đang diễn biến rất là phức tạp, thực hiện cái việc khai giảng trực tuyến để vừa là chống dịch mà cũng vừa đảm bảo được cái ngày vui của các trẻ đến trường. Thì mình phụ huynh năm nay có con vào lớp 1 thì cảm thấy rất là xúc động, cũng như là truyền đạt thông tin từ lớp, từ trường đến cho phụ huynh cũng như đến học sinh thì cũng rất là nhanh. Đúng 7 giờ sáng nay, chương trình tọa đàm Đà Nẵng chào năm học mới 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tổ chức được phát sóng với những thông điệp từ lãnh đạo thành phố, lãnh đạo ngành gửi toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh trên toàn địa bàn thành phố. Do thành phố đang thực hiện giãn cách nên giáo viên, phụ huynh học sinh đều đón khai giảng tại nhà. Dù các trường đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho công tác khai giảng trực tuyến, gửi các clip thông điệp riêng đến với phụ huynh học sinh, nhưng cảm xúc ngày khai trường vẫn không được trọn vẹn như những năm học trước đó. So với lại các năm học trước, với cái mùa khai giảng và mùa tự trường, nó phấn khởi ngay từ đầu. Trong năm học này, 2021-2022, tôi phải tổ chức khai giảng online. Với công việc chuẩn bị, thì chúng tôi mới chuẩn bị cơ bản là đã xong. Tới giờ chúng phát lên cái chương trình của nhà trường. Tuy nhiên thì với cái tâm trạng của thầy và trò, đặc biệt là các thầy cô, nó cũng không có được phấn khởi tươi vui so với lại các năm học trước. Không được tham gia buổi khai giảng trực tiếp, không được gặp các em học sinh. Năm học mới 2021-2022 của thành phố Đà Nẵng được bắt đầu theo một cách hết sức đặc biệt. Tuy rất khó để có thể tìm được một hình thức truyền tải toàn bộ tinh thần, không khí ngày đầu năm học mới, nhưng trong một hoàn cảnh đặc biệt như năm nay, ngày đầu năm học ít nhiều vẫn mang lại nhiều cảm xúc cho giáo viên, học sinh, tạo động lực bước vào năm học mới. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, năm học 2021-2022, toàn thành phố dự kiến có 288.600 học sinh, trong đó bậc mầm non là 71.280 học sinh, bậc tiểu học 217.320 học sinh, bậc trung học cơ sở 72.320 học sinh và bậc trung học phổ thông 35.745 học sinh.